Kinh đô Huế, nơi gắn bó mật thiết với triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, Vương triều Nguyễn, nơi đã từng lưu giữ một kho tư liệu vô cùng quý giá, được UNESCO vinh danh là di sản tư liệu thế giới. Đó là châu bản triều Nguyễn. Tài liệu này sẽ cung cấp cho chúng ta nguồn sử liệu chân xác nhất về các công trình quan trọng nằm trong kinh đô Huế. Trung tâm lưu trữ quốc gia 1 trân trọng giới thiệu tới quý vị tư liệu gốc châu bản triều Nguyễn, con đường tìm về di tích Huế xưa. Điện Long An là cung điện đẹp nhất trong kinh thành Huế, đã tồn tại hơn 1,5 thế kỷ qua. Tên tuổi của nó được gắn liền với các công trình kiến trúc của cung Bảo Định, một hành cung của vua Thiệu Trị. Long An là chính điện thuộc cung Bảo Định, được xây dựng vào năm 1845. Vua Thiệu Trị rất quan tâm đến việc xây dựng công trình này. Ông đã châu điểm, châu phê, biểu hiện ý kiến của mình trên bản tấu thuộc khối châu bản triều Nguyễn, trình bày về các bản vẽ thiết kế Điện Long An, các minh chứng. Đây là cái sở trình đời Thiệu Trị năm thứ 6, nói về cái sửa chữa cái Điện Long An, làm thêm phía trước, phía sau hậu điện, kỳ tiên điện che bạc chắn nắng. Cung Bảo Định để làm chỗ nghỉ chân hàng năm đi cày ruộng tịch điền, lễ mở đầu cho vụ mùa mới mỗi năm tổ chức một lần vào mùa xuân. Đồng thời đây là nơi để nhà vua cùng hoàng gia thường hay lui tới nghỉ ngơi, tiếp khách, đọc sách, làm thơ hay ngâm vị. Sau khi vua Thiệu Trị qua đời, linh cữu của hoàng đế Thiệu Trị quàn tại điện Long An trước khi làm lễ đưa đi an táng tại Sương Lăng. Ngoài nơi thờ chính thức trong Thế Miếu, bài vị của vua Thiệu Trị còn được đưa vào thờ tại điện Long An. Dưới triều vua Tự Đức, triều đình nhà Nguyễn đều tổ chức cúng dỗ vua Thiệu Trị tại ngôi điện này. Vào năm 1885, khi kinh đô thất thủ, quân Pháp đánh chiếm hành cung, ngôi điện cũng không tránh khỏi bị giặc chiếm đóng, làm mất đi sự tôn nghiêm của nơi thờ phụng. Vì vậy, bài vị của vua Thiệu Trị được đưa vào thờ tại điện Phụng Tiên bên trong đại nội. Qua châu bản triều Nguyễn, cho thấy từ thời điểm này về sau, điện Long An bị hư hỏng, xuống cấp và mất mát rất nhiều đồ thờ. Năm 1908, vua Duy Tân ra lệnh lấy gỗ lạt tháo dỡ được từ điện Long An để xây dựng thư viện tại khu đất trong cửa Đông Nam đối diện với viện cơ mật, sau đó chuyển trường Quốc Tử Giám vào đây. Chức năng của tân thư viện này là nơi lưu trữ tư liệu bằng chữ Hán, chữ Pháp, chữ Anh nhằm phục vụ cho các học sinh của trường Quốc Tử Giám. Năm 1923, tân thư viện trở thành bảo tàng Khải Định, gìn giữ và trưng bày những hiện vật do những hội viên của Hội Đô Thành Hiếu Cổ sưu tầm được. Ngày nay, bảo tàng này còn hoạt động dưới sự quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế với tên gọi Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Trải qua nhiều năm, với sự khắc nghiệt của khí hậu ở Huế, công trình kiến trúc này đã xuống cấp nghiêm trọng về tổng thể. Để trả lại giá trị cho ngôi điện có kiến trúc đẹp và độc đáo này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế đã tu bổ, phục hồi Điện Long An, một cung điện đặc sắc với lối kiến trúc mỹ thuật Á Đông, góp phần làm phong phú thêm hệ thống trưng bày của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Phần lớn các sưu tập ở đây là các đồ dùng cho nhu cầu sinh hoạt, lễ nghi, tín ngưỡng và quốc phòng của vua, triều đình, cũng như những tặng phẩm, thương phẩm từ quan hệ ngoại giao, thương mại giữa Việt Nam với các nước, tạo nên những không gian đẹp và trang trọng để làm nổi bật thêm cho những giá trị của di sản cha ông để lại. Có lẽ
Đây là bảo tàng duy nhất của Việt Nam, hiện có một số lượng hiện vật lớn của thời Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam.